Phạm Xuân Mạnh, chàng cầu thủ có hoàn cảnh đặc biệt sinh ra tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Khuôn mặt hiền hậu và có phần khắc khổ có lẽ là ấn tượng của nhiều người khi gặp Mạnh. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau đó là tinh thần nghị lực lớn lao của Mạnh. Bên cạnh đó cũng là trái tim của một người con hiếu thảo. Để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp như hiện nay, gia đình của hậu vệ Phạm Xuân Mạnh đã hy sinh rất nhiều. Như bao cầu thủ trẻ khác tại Nghệ An, Phạm Xuân Mạnh sinh ra trong một gia đình nghèo cùng hai chị em. Cái nghèo lắt léo đến mức cậu bé lúc ấy chỉ có thể lấy túi ni lông vo tròn thành trái bóng để thỏa mãn niềm đam mê với bóng đá. Bà Phan Thị Hà, mẹ Xuân Mạnh thấy thế, nhiều lần quát lên quát xuống nhưng không được, sau để con tự thỏa mãn đam mê của bản thân. Cột mốc sự nghiệp đáng nhớ đầu tiên của Xuân Mạnh là khi anh tỏa sáng ở giải bóng đá huyện Minh Thành và giải U10 Nghệ An. Lúc này, gia đình mới có thêm động lực để cho anh thi tuyển vào lò chứa danh Sông Lam Nghệ An. Bà Hà còn tin rằng bóng đá sẽ là con đường giúp cho con trai mình thoát nghèo. 3 ngày lên Vinh thi tuyển cũng là 3 ngày mà bà Hà và Xuân Mạnh phải chắt bóp mọi thứ với chỉ 200.000 đồng. Mọi việc, đồ dùng không cần thiết đều phải cắt giảm tối thiểu để không tốn thêm tiền. Thậm chí, những ngày tiền thuê nhà còn chưa có, hai mẹ con còn phải nhường nhịn nhau từng suất cơm cuối cùng cho qua cơn đói. Trong lúc không biết xoay đâu ra tiền để trả cho tiền thuê trọ, bà Hà bất ngờ khi nghe tin có một mạnh thường quân giấu tên nào đó đã giả tiền giúp hai mẹ con. Niềm vui còn nhân lên bội phần khi Xuân Mạnh xuất sắc vượt qua hơn 30 cầu thủ để đỗ vào lò Sông Lam Nghệ An. Niềm tin của gia đình Xuân Mạnh lúc đó như ánh sáng chợt lóe lên phía cuối con đường, mang tới cơ hội thoát nghèo. Đây cũng là một cột mốc đầu tiên mở đầu cho con đường thành công sau này của anh. Vậy nên, đến tận bây giờ, bà Hà vẫn hay chia sẻ về kỷ niệm đó và hy vọng có ngày được gặp vị ân nhân để đền đáp công ơn. Vào năm 2007, Phạm Xuân Mạnh chính thức trở thành một thành viên của lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Cầu thủ người Nghệ An vui mừng khôn xiết khi sắp được chơi bóng cùng bạn bè, sắp được thực hiện ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp ấp ủ bao lâu nay. Nhưng niềm tin vui mừng đó không xuất hiện ở bố mẹ của Xuân Mạnh. Vào năm 2007 cũng là lúc gia đình anh rơi vào trạng thái túng bấn. Cái ăn, cái mặc còn chưa đủ đầy, sao dám nghĩ tới việc cao sang nuôi con ăn học lâu dài. Một lần, Xuân Mạnh xin bố mẹ mua giày để đi tập bóng cùng các bạn. Gom góp mãi mà chả đủ tiền. Ông Linh là bố của Mạnh, đành phải chạy gấp sang hàng xóm vay chút ít tiền. Nhưng người hàng xóm vốn biết hoàn cảnh gia đình của Mạnh, chỉ từ chối với lý do: chú tiền mô trả lại mà đòi mượn tiền mua giày. Một câu nói ngắn mà như ngàn nhát đập như búa bổ vào tâm tư ông Linh. Đắn đo suy nghĩ lựa chọn thiệt hơn mãi, mấy ngày sau đó ông Linh quyết định bán con trâu, cũng là tài sản lớn nhất của gia đình lúc bấy giờ, để lấy 8 triệu đồng, 4 triệu để mua giày và lo kinh phí học tập cho Xuân Mạnh tại Sông Lam Nghệ An, 4 triệu còn lại dùng để mua trâu mới. Khoảng thời gian ở đội trẻ xứ Nghệ cũng là thời gian khó khăn của gia đình. Để có chi phí cho anh ăn học, gia đình luôn phải chạy đôn chạy đáo để vay tiền. Khoản nợ vì thế cũng tăng dần theo thời gian, mang theo bao muộn phiền cho ông Linh và bà Hà. Cả hai chỉ mong con trai mình có thể thỏa mãn niềm đam mê bản thân để thoát cái nghèo, thoát khỏi cuộc sống khổ cực như ông bà. Vào năm 2017, Xuân Mạnh bắt đầu được đón lên đội 1 Sông Lam Nghệ An chơi tại V-League. Mọi thứ lúc này bắt đầu giãn dần ra khi Xuân Mạnh nhận được mức lương với 8 triệu đồng một tháng. Ý thức được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, anh tiết kiệm phần lớn số tiền để gửi về quê giúp bố mẹ trả nợ. Thành công đỉnh điểm đến vào năm 2018 khi Xuân Mạnh cùng U23 đội tuyển Việt Nam giành chức Á quân U23 châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc. Chiến tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam trước đó. Chiến tích này đã giúp cho cầu thủ người Nghệ An có một khoản thưởng lớn sau đó. Anh cũng trở thành một trong những cầu thủ quan trọng tại đội 1 Sông Lam Nghệ An. Các chế độ đãi ngộ cũng vì thế mà được chú ý hơn. Ngay nhìn thấy con thành công ở Thường Châu, bà Hà nghẹn ngào phát khóc. Nó nhắn: "Dì ơi, sau giải U23 chắc con có tiền trả hết nợ cho bố mẹ rồi. Nó cũng nhắn mình mua TV mới đi, nó về rồi sẽ trả sau." Một hình ảnh xúc động khác diễn ra trong buổi đón tiếp đội tuyển U23 Việt Nam trở về Việt Nam từ giải U23 châu Á 2018. Tại sảnh sân bay nhộn nhịp hôm đó, hầu như mọi cầu thủ đều được vây quanh bởi đông đảo người thân và người hâm mộ. Vậy mà duy nhất có Xuân Mạnh, chỉ có mỗi mình mẹ đến đón. Ở một khu vực vãn người, hai mẹ con cứ ôm nhau sụt sùi khóc mãi không thôi. Cho đến giờ, dù đã là một cầu thủ nổi tiếng tại bóng đá Việt Nam, nhưng Phạm Xuân Mạnh vẫn không bao giờ quên được những hình ảnh nghèo khổ nhưng nồng ấm sự yêu thương thời gian đó.
Đấy cũng chính là một động lực khiến cho anh phải luôn nỗ lực, khao khát nhiều hơn để vượt qua khó khăn, thi đấu thành công trong tương lai. Và tất nhiên, hơn ai hết, cũng như bao cầu thủ xứ Nghệ khác, Phạm Trọng Mạnh biết rằng bóng đá là con đường thoát nghèo của mình. Mình là Phạm Trọng Mạnh, cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá số 5 Nghệ An. Trở lại thì từ khi em bị chấn thương được 3 tuần thì em đã bắt đầu tập cùng lại với toàn đội và tập luyện bình thường cùng với đội. Nhưng thì em muốn cái sự ổn định và cái sự chắc chắn của chính mình hơn thì em chưa chạm để thi đấu. Mình phải thật ổn định chắc chắn thì mình mới ra sân thi đấu được. Thế em nghĩ thì bây giờ mình cần chân mình được hồi phục hoàn toàn và vấn đề thể lực thì sau 9 trận em đã quay lại 9 trận thi đấu thì em nghĩ thể lực mình cũng đã rất tốt. Thì bây giờ mình hy vọng là chân mình thật sự là khỏe và ổn định lại thì mình sẽ thi đấu. Tất nhiên là em khi mà mình không được tập trung với tuyển quốc gia thì mình cũng cảm thấy buồn. Và trong cái thời gian vừa qua thì mình cũng bị chấn thương nên là mình cũng không có cơ hội để mình thể hiện trên sân nhiều. Và quay lại được 9 trận thì mình lại bị một cái chấn thương nhẹ nên là mình phải nghỉ đến 2 trận. Thì đó cũng là một cái sự thiệt thòi cho mình để có cái phong độ tốt nhất. Nên là mình đặt ra mục tiêu là tập luyện lại và có cảm giác bóng thật tốt để mình phần đầu hơn nữa để mình được trở lại. I can help you out. I can help.
go, here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you calling up my friends. Ain't no wonder why, ain't no wonder.